là bài kinh về kinh Sa Hải. Cả cái bài kinh này á, là một cái định nghĩa rộng, một cái định nghĩa rộng cho cái chữ quý ở trong cái tam quý. Tam quý, tam á là biết thẹn, biết thẹn, biết thẹn khi mà làm cái chuyện bậy, nghĩ bậy, đang sống trong tội lỗi, thân khẩu ý, không? Thì cái biết thẹn như vậy đó thì gọi là tàm. Còn quý đây là sợ. Nguyên cái bài kinh này nè, bài kinh mình đang học sáng nay nè, nói về chữ sợ đó đó. Thì nội dung bài kinh này tôi nghĩ là phải con hiểu, phải con hiểu. Cho nên tôi không có nói nhiều về kinh này, nói đại khái thôi. Nhưng mà tôi muốn mượn bài kinh này để tôi nói một số chuyện khác. Đó là một số cái thuật ngữ Phật học mà rất nhiều người Việt Nam mình á, người Phật tử Việt Nam ấy, nghe thường, thậm chí cũng nói thường, nhưng mà hiểu nó hơi thiếu sót, trong cái hiểu có cái chỗ điểm thiếu sót. Thì sẵn đây tôi nói luôn. Thí dụ như nói tàm quý đó, thì tàm đây là thẹn. Thẹn đây có hai trường hợp là lấy mình làm cái động cơ, động lực để mà thẹn. Thứ hai là lấy người để mà làm động cơ, động lực để mà thẹn, thấy không? Lấy mình là sao? Có nghĩa là mình nghĩ cái người như mình thế này, mà mình tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình phải có cái suy nghĩ như vậy, đó gọi là thẹn mà lấy mình làm cái động cơ, động lực. Rồi trường hợp thứ hai nữa là thẹn mà lấy cái người khác làm động cơ, động lực, đó là mình nghĩ đến cái cha mẹ, thầy tổ, đoàn thể, hội chúng mà mình đang có mặt. Thí dụ như mình nghĩ rằng là mình đang dù muốn dù không, dù biết hay không biết, mình vẫn có mặt ở trong cái dòng truyền thừa tiếp nối của Đức Phật. Cái đó là chuyện mình không có chối cãi được, không? Mình đang có mặt ở trong một cái dòng truyền thừa tiếp nối của Đức Phật. Tức là từ sau lúc thành đạo ở gốc Bồ Đề ra đi đó, thì Đức Phật có vô số đệ tử, những người quy y, những người tín ngưỡng, những người tin cậy ở Ngài, tu học theo Ngài. Thì tùy cái trình độ, có người thì trở thành một nhân vật như Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, hoặc là những vị La Hán vô danh, những vị tam quả, nhị quả, sơ quả vô danh, hay là có tiếng, không? Rồi từ từ đến những cái vị tăng, đến những vị ni, những vị cư sĩ nam nữ các thế hệ, cứ vậy. Rồi Phật giáo từ ở cái vùng trung tâm của Ấn Độ lan rộng ra các cái vùng xa xôi biên địa, rồi lan ra ngoại quốc, gồm ở Tích Lan, Thái, Miến, Lào, Campuchia, Việt Nam, Trung Hoa, vân vân. Thì trong cái dòng chảy truyền thừa đó, có trao truyền và có tiếp nối này. Và chúng ta hôm nay chúng ta cũng có mặt trong cái dòng chảy truyền thừa đó. Thì mình thấy rằng là dù muốn dù không, dù biết hay không biết, thì chúng ta cũng là một người con, tuy là con xa, con xa, con lạc dòng đi nữa, thì cũng là con của Phật. Nghĩ như vậy đó, nghĩ như vậy. Nghĩ đến cái tăng đoàn mà mình đang có mặt, nghĩ đến cái tứ chúng mà mình đang có mặt, thì mình không có thấy thoải mái khi mà mình có hành động như vậy, mình có cái suy nghĩ như vậy, có cái ngôn từ như vậy. Đấy. Đó là trường hợp lấy người làm điểm tựa, làm động cơ, động lực để biết thẹn với cái tội lỗi, thẹn với điều bất thiện. Chữ tàm mình hai nghĩa là lấy mình làm điểm tựa, lấy người khác làm điểm tựa, là vậy đó. Bây giờ qua đó nội dung bài kinh là quý là sợ. Sợ ở đây thì nó có bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất ấy, mình không làm chuyện đó vì mình không muốn. Là rồi đây, tối nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau và nhiều năm sau nữa trong đời, mỗi lần nhớ lại chuyện này mình sẽ day dứt, mình sẽ cắn rứt, mình sẽ không yên, không có an lòng, sợ sự cắn rứt của bản thân, cho nên mình không có làm. Có trường hợp đó, có nhiều người không biết đạo, họ cũng có cái tâm trạng này, họ ngại rồi đây, đó là lấy cái số tiền này hoặc là làm cái chuyện này rồi, đó là coi như là cả đời nó yên, nó yên. Rồi cái đó là sợ. Cái sợ đầu tiên là sợ bản thân cắn rứt. Cái sợ thứ hai đó là sợ tiếng đời.
tức là mình nghĩ khi mình làm cái này đó là coi như là thiên hạ dị nghị rồi dư luận thị phi, mình không có yên đâu, không có yên. Và trong kinh cũng nói rõ là chúng sinh trong đời được có ba cái hướng hành động. Hướng một đó là lấy mình làm trọng, hướng hai đó là lấy đời làm trọng, và thứ ba đó là lấy pháp làm trọng. Lấy mình làm trọng có nghĩa là mình căn cứ vào cái cảm xúc của bản thân, mình làm sao mình thích, mình làm sao mình vui, mình làm sao mình sướng thì thôi, còn ngoài ra không quan trọng. Thì cái chuyện đó gọi là cái trường hợp đó gọi là lấy mình làm trọng. Nhưng mà trường hợp thứ hai là lấy đời làm trọng, có nghĩa là cái chuyện đó mình thích hay không thích không quan trọng, cái chuyện đó là đúng sai thiện ác không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là thị phi, là dư luận, luôn luôn sống dựa trên dư luận. Cái chuyện này tôi nói rất là nhiều lần, có nhiều người họ lấy dư luận là coi như là làm nền tảng cho cuộc sống, tức là thiện ác tốt xấu buồn vui sướng khổ không quan trọng, quan trọng nhất là tiếng đời, sống cho có tiếng để tiếng đời là thôi. Cái trường hợp này thì được gọi là lấy đời làm trọng, tức là luôn luôn lấy cái nhận xét của người khác, cái khen chê người khác làm động cơ động lực để hành động đấy. Và cái hạng thứ ba đó là lấy pháp làm trọng, tức là cái gì mà nó hợp đạo, cái gì mà nó phải phép với lời Phật thì làm, còn cái gì ngoài ra nó thì dầu tiếng đời hay là dầu cảm xúc bản thân cũng không quan trọng, chỉ lấy cái chân lý, lấy cái sự thật, lấy cái lời Phật đó, làm chuẩn mực, làm định mức để theo đó mà hành động và sống đấy. Thì trường hợp này được gọi là lấy pháp làm trọng đấy. Thì nói về cái úy ở đây nó có bốn trường hợp. Một là sợ dây dứt, sợ bản thân mình, cái hạng này lấy cái gì, cái hạng này nó lọt cho cái trường hợp là lấy mình làm trọng. Cái hạng thứ hai là e sợ cái dị nghị thị phi dư luận của đời, thì cái hạng này được gọi là lấy đời làm trọng. Cái hạng thứ ba đó cũng là lấy đời làm trọng, cũng là lấy mình làm trọng. Hạng thứ ba là tổng hợp hai hạng trước, đó là e sợ pháp luật, bởi vì khi mình dây vô cái diện gọi là đáo tụng đình, phải không, mệt lắm, vác chiếu ra tòa nó mệt lắm, xấu hổ đúng không, rồi chưa kể là hình phạt tù tội lao lý rồi mệt mỏi lắm, mà thì mặt mũi mình để đâu, ra tù rồi cũng yên đâu, với cuộc đời, với xã hội, với người quen này. Cho nên cái trường hợp một là sợ tiếng đời, trường hợp một là sợ sự day dứt bản thân, trường hợp thứ hai là sợ day dứt bản thân, sợ cảm xúc thân tâm của bản thân, trường hợp thứ hai đó là sợ cái tiếng đời, sự thị phi dư luận, trường hợp thứ ba là sợ pháp luật. Nó là tổng hợp của hai cái đầu, hai cái một và hai. Và cái thứ tư á, là sợ sa đọa. Sợ sa đọa có nghĩa là mình không chắc là chết rồi là hết hay là còn, phải không, mình không có chắc là có thiên đường địa ngục, mình không có chắc là có nghiệp quả báo ứng hay không, mình không có chắc, nhưng mà lỡ có rồi sao. Có một chuyện mà một người không phải Phật tử cũng ít nhiều thấy được, hiểu được này, đó là tôi nói là giàu á nha, giàu không phải là Phật tử thì ít nhiều cũng hiểu được cái này. Nếu mà quả thật có kiếp sau, nếu còn có một chốn về cho người tắt thở, thì chắc chắn cái kẻ nào mà thuở bình sinh từng sống thiện ý, thì cái chốn về đó chắc chắn là nó tốt hơn là cái người sống ác, nói ác, nghĩ ác và làm ác, chắc chắn như vậy rồi. Và tôi nhắc lại là dẫu cho đó, dẫu cho even even dẫu cho gọi là dẫu cho là mình không có tin, nhưng mà ít ra mình cũng biết suy nghĩ, nếu mà có một kiếp sau, không? Nếu mà có một kiếp sau thì cái chốn về của cái người mà sống ác đó, nó sẽ làm sao, và chỗ chốn về của người thiện nó sẽ làm sao. Nghĩ là tự nhiên nó biết trùng tại, biết e ngại e sợ đấy. Nói gì là một người có trọn niềm tin Phật Phật pháp, tin rằng chết rồi quá là hết, và chúng ta chưa chứng la hán mà chúng ta còn tiếp tục đi nữa, đi nữa, và chốn về đó nó dứt khoát, nó đương nhiên là nó phải thuận ứng với cái con người của mình bây giờ, cái tuổi bình sinh của kiếp này mình sống là sao, đúng không? Rồi hãy nói cái tàm quý là phải nhớ, hai định nghĩa này. Tức là tàm là cái thẹn dựa trên hai cái cơ sở, mình và người, cá nhân hay là tập thể. Còn nói cái quý là bốn cái sợ đó, sợ cảm xúc bản thân sau này, thứ hai là sợ bị dư luận thị phi từ thiên hạ, từ cuộc đời, từ xã hội này. Cái thứ ba là sợ pháp luật, sự trừng trị của pháp luật, và cái thứ tư đó là sợ cái báo ứng của đời sau, đặc biệt là chuyện sa đọa. Thì khi mình bắt đầu nói, bắt đầu làm chuyện gì đó này,
thì phải nghĩ hay như trong 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 kinh, mà tại vì người mình không đọc kinh mình mới sợ, mình cứ toàn nghe thầy bà tăng ni nói mình có theo. Còn trong chánh kinh mình thấy rung, trong kinh nói thời Đức Phật có bị la hán trước khi chứng đạo, bị cùi, bị cùi mà coi như nó rớt từng phần trong người, mà do cuối cùng cũng đắc thôi, cuối cùng cũng đắc, nhưng mà do cái nghiệp ngày xưa đó là khẩu nghiệp thôi, khẩu nghiệp thôi. Có một kiếp nên đi 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 đường gặp một cái vị độc giác y áo cũ rất sơ sát đi chứng không, rồi cái có cái lòng khinh thường, nó còn hơn khinh thường nó khinh miệt. Mới buông câu cái thằng cùi đầu trọc này đi láng chán chặt đường, cái thằng cùi đầu trọc này này đi láng chán chặt đường cản đường ta xui hãm lại, chỉ cái câu đó không mà đọa địa ngục không biết là bao lâu, mà tối hồi lên rồi đó, là coi như cái bệnh cùi suốt vậy đó. Là chưa hết, cũng vì đó ở một kiếp khác gặp một một ông cư sĩ, ông thiện nam đó, không phải là người xuất gia nha, mà mọi người có đức hạnh đó, có giới đó, mà ông gặp ta cũng thấy mặt ta thấy ghét, ông cũng buông câu y chang vậy. Cái thằng hủi này, cái thằng hủi này ra đường gặp hủi này làm ăn khá này, hủi chỉ có cái câu này không mà chưa đủ, còn làm thêm động tác nữa, kế bên nó có nguyên cái hũ mà đựng bột bột tắm đó. Tiếng Pali cứ lịch kia là nó ha nó chun á, tức là cái bột tắm, cái bột mà mình bây giờ mình xài xà bông của người xưa họ xài cái bột tắm dưỡng độ, vẫn độ xài dưỡng độ vẫn còn xài cái xà bông, mà xà bông tắm mà trong thức bột, thì ông nói cái thằng ngủi này xong ông lấy ông hất người người ta, thì trời ông đẻ ra kiếm sao xong ra là ông bị hủi suốt như vậy, chỉ là khẩu nghiệp thôi. Gọi là thời Phật Ca Diếp này, coi như có một cái vị tỳ kheo dặn trưa, buổi trưa đó, đi đâu về mình mấy nó nói bụi bặm mồ hôi không vậy đó, muốn có cái chỗ ngã lưng, thấy có cái chỗ mà một cái gì, chỗ một cái ghế dài mà chư trưởng lão chùa thì cũng có trưởng lão, có chư tôn túc đó, cái chỗ đặc biệt mấy vị tôn túc đó. À, thì vị nó thấy chỗ cũng sạch sẽ cũng nằm êm à, ngã lưng, mà lúc ngã lưng cũng có suy nghĩ trời cái lưng mình dơ hầy à, mà chỗ này sạch, thì lúc đó có nghĩ một câu kệ nó, nằm cho sướng. À, nằm cho sướng, mà vị đó cũng biết đó là khi mà cái lưng mình nó dơ như vậy mà mình nện lên đó là lát sau vì sao là họ đâu dám làm, mồ hôi rồi bùn bụi rồi lum nữa, mà lúc ấy nghĩ kệ. Bởi tôi nói bây giờ thời này đó, cái người dễ vui đó là cái người kinh thì ít mà kệ thì nhiều, là như vậy, kinh thì ít mà kệ thì nhiều, có nghĩa là kệ nhiều hơn kệ không, cái gì cũng kệ. Thì vì nó sinh ra khi mà chết rồi sinh ra là một cái giả xoa mà đầy mình toàn là mấy cộng lông, mà giống như cái kim vậy đó. Mà các vị tưởng tượng cái trên người mà kim mà nó ghim tua tủa khó chịu lắm, cái kim mấy áo ấy, mà nó tua tủa là như vậy. Do cái nghiệp ngày xưa là bất chấp cái cảm giác của người sao, có nghĩa là mình nằm vậy xong rồi người sao họ tới họ nằm sao, họ ngồi làm sao không màng, kệ cái nghiệp nhỏ nhỏ thì thôi. Hoặc là đời Phật Ca Diếp, nghe Phật Ca Diếp có một vị đại đệ tử hàng đầu trên văn đệ nhất trí tuệ, giống như ngài Sa La Phất của Đức Phật của Gautama vậy đó. Thì cái vị này có người cha này thì có cái tật là một nhà cũng thiên, nể ai nể không có nể con mình, là buông mấy câu giống như là nghe nói đệ nhất trí tuệ thấy đâu có gì đâu ta, hãy buông câu bất kính vậy đó, chỉ cái câu đó không mà trong khi đó là tu một một một, một coi như cả trăm ngàn đại kiếp đâu ít không, mà chỉ vì cái câu đó không mà tới cái lúc mà gặp Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, cái nghiệp đó nó cản không có cho gặp Phật. Một là nghe tin về Phật quá trễ, và thứ hai nó muốn gặp thì nó cứ trục trặc chướng duyên trùng trùng, cuối cùng mà gặp được Phật ấy là cái đêm cuối trước khi ngày tịch, tức là rạng sáng ngày mai ngày tịch á, đấy. Ừ. Thì đầu hôm mới mò tới cho nên tơi mệt nội mỏi mệt. Ừ. Mà nghe nói Phật sắp tịch sợ lắm, nó chết rồi, tới bây giờ mới gặp, mà tôi gặp được là đêm cuối. Ngày nay không, ngày nay tôi vô mới ghê, ngày nay người đó thấy tôi mệt lắm, tôi cần nghỉ ngơi,
Lúc Đức Phật nghe, ngài nghe được cái nói anh đang cho du sĩ đó vào gặp ta, đó chính là du sĩ Suppada. Du sĩ Suppada là người cuối cùng mà chỉ có thể được giác ngộ với sự hướng dẫn của Đức Phật. Vì sao? Vì thinh văn có hai hạng, một là Sabakaniya, có nghĩa là thinh văn mà có thể được thinh văn độ cho chứng thánh. Và cái hạng thinh văn thứ hai gọi là Buddha về này, là hạng thinh văn phải được Đức Phật khai thị cho mới chịu đặt. Mà hễ trễ rồi không được gặp Phật thì bây giờ có muôn triệu thinh văn khác thì cũng không có giúp được. Mà cái vị này đã lọt cái đường thứ hai mới ghê. Thì phải gặp được, gặp đúng Đức Phật. Chỉ vì một câu nói thôi. Biết là sợ, không? Sợ. Mà mình bây giờ là mình thích mình cứ phang thôi. Mình thích mình cứ phang cho nó sướng cái mọi mình thôi. Nhưng một phần nữa mình không có tin. Trí văn thiếu, trí tư thì nghèo. Và từ đó nó dẫn đến cái niềm tin cũng tật nguyền, thiếu thốn này. Rồi từ đó không có ngán, không sợ người tay nào hết, cứ thế mà phang. Ok, tùy hỷ, không? Thích thì làm. Thì nó tạm quý ấy, là phải nhớ mấy cái đó. Cái đặc điểm của cái người mà dễ ngư là gì? Có ba. Một là coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh. Thứ hai, nó coi thường điều thiện nhỏ rồi không tranh thủ làm. Thứ ba là không biết trân quý thời gian. Và cái người mà tinh tấn tu học thì cũng có ba đặc điểm ngược lại. Không coi thường điều ác nhỏ rồi không tránh. Không, ác nhỏ nó cũng là ác. Miếng phân chút xíu cũng là phân, không? Miếng lửa, cái đốm lửa nhỏ xíu cũng là lửa, không? Rồi. Đặc điểm thứ hai của người thiện đó là không có coi thường cái điều thiện nhỏ để rồi không tranh thủ. Bởi vì hãy có cơ hội là làm. Bởi vì trên đời này cái việc mà đáng làm nhất chính là việc thiện trước mắt. Cái đối tượng mà xứng đáng để mình làm nhất chính là đối tượng trước mắt. Và cái thời điểm tốt nhất để mình hành thiện chính là thời điểm trước mắt. Nhớ cái đó, tới chết cũng phải nhớ cái đó. Đấy, rồi. Rồi do đó cái người mà đặc điểm của người thiện là như vậy, không? Đặc điểm người thiện là so với người bất thiện đó. Mình nói về chữ tạm quý thì giờ sẵn ở đây tôi nói luôn một số thuật ngữ khác. Bản kinh này giờ tôi giảng xong rồi, bản kinh này giảng xong rồi. Đấy. Kinh giảng xong. Thì sẵn tôi nói một số thuật ngữ khác mong quý vị nhớ. Tại vì tôi e là tôi không có dịp tôi nhắc này nữa, bây giờ mình không có giảng tùy thích nữa mà mình giảng theo kinh. Thì không biết bao giờ mình mới gặp lại mấy cái đề tài này, không? Nói đến Phật tử là phải biết chữ tạm quý là gì. Đấy. Rồi thứ hai là phải biết ganh tị bủn xỉn là gì. Có lần nó vua trời đế thích hỏi Phật, vì đâu mà cả thế giới này nó cứ tương tranh, nó cứ đấu đá hoài không bao giờ dứt. Từ cõi trời xuống tới cõi người, xuống tới thế giới của động vật, bàn xanh, súc sinh, phi cầm, tẩu thú, cứ gặp mặt là nó tương tranh, nó gặp mặt là nó cứ đấu đá, là sao vậy? Thì Đức Phật ngài giải rằng chỉ vì hai cái chuyện não đó là bủn xỉn và ganh tị. Hồi nhỏ, hồi trẻ đó, tôi khó chịu lắm. Tôi nói tại sao chỗ này ngài không có nói những chuyện não ghê gớm như là vô minh, tham ái, tà kiến, không? Tại sao ở đây ngài lại nói hai cái này? Là bởi vì hai cái này là nó không có tách rời mấy cái phiền não kia. Nó không tách rời. Một người mà chứng sơ quả thì không có còn ganh tị và bỏng sẻn nữa. Nhớ nha. Thường người ta chỉ nói là tu đồ quần là không còn thân kiến hoài nghi với cấp thủ. Nhưng mà thật ra đó là nói một cách khác. Chứ còn mà mình nhớ rằng tu đồ quần nó còn bỏ được rất là nhiều cái tội lỗi khác. Chứ không phải chỉ có ba cái đó. Người không còn thân kiến thì người đó không cách gì mà còn bủn xỉn. Bủn xỉn về từ vật chất, bủn xỉn về tinh thần, không? Bủn xỉn về tinh thần là ví dụ như là không muốn chia sẻ cái tiếng tâm quyền lực, không muốn chia sẻ cái kiến thức của mình cho người khác, là gọi bủn xỉn tinh thần. Còn bủn xỉn về vật chất là tiếc của, không chia sẻ chỗ ở cho người khác, là gọi là bủn xỉn về vật chất, không? Này. Thì cái vị tu đồ quần nó không có còn cái bủn xỉn mà cũng không còn ganh tị. Vì sao? Vì vị này đã hiểu rốt ráo cái gọi là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, cái gì cũng là khối xương. Vậy biết rõ rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, cái gì đã có tướng nào, đã có tướng sanh thì phải có tướng diệt, đều là hư vọng hết. Vì nó biết rất rõ, vì nó biết rõ rằng mỗi người có nghiệp riêng, ai sướng ai khổ là do tiền nghiệp của mình. Tại vì nó không lý do gì mà đi ganh ghét người khác, ghen hay là ganh là không có, không ganh tị và ghen tôi vì tôi đồ vừa không còn. Nhớ nha,
Cho nên hai cái này nó quan trọng. Hai cái này nghe nó hơi thường thường đó, nhưng mà nó là tiêu biểu cho phàm phu. Mà hai cái này nhiều người không có hiểu. Gửi đến các vị một cái định nghĩa dễ nhớ. Ganh tị là không muốn ai được cái gì, không muốn người khác, ghi câu này xuống là gạch dưới. Ganh tị là không muốn người khác được cái gì, còn bủn xỉn là không muốn mình, gạch dưới, mất cái gì. Một cái là không muốn người khác được gì, còn cái bủn xỉn là không muốn người khác được, không muốn mình mất gì. Một cái được cái mất, một cái mình một cái người, không dễ nhớ lắm, dễ nhớ lắm, dễ nhớ. Mà hai cái này là quan trọng lắm. Bủn xỉn là không dám trao ra, và không muốn mình móc túi trao ra về tinh thần hay vật chất. Và ganh tị là không muốn người khác được cái gì giống như mình hay là hơn mình, không không muốn ai bằng mình hay hơn mình. Mà cái việc tưởng tượng trên một cái một cái ngôi nhà, trong một ngôi nhà hay trong một đoàn thể, trong một tổ chức, trong một xã hội, trong một làng xã, khu vực, đất nước, xã hội, mà người người đều sống với nhau bằng một cái tâm hồn như vậy thì làm sao mà sống, sống không có chia sẻ, sống không có bao dung. Khó lắm, khó lắm. Cho nên nó là cái đặc điểm của phàm phu. Mình cứ nói là tham sân si tà kiến vô minh tam bái, ô dịp 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 mà nó nhức đầu đúng không. Nói một cái đơn giản nhất là anh phải hiểu đạo đến cái mức nào đó mà cái bủn xỉn và ganh tị của anh nó giảm thấp đến mức tận cùng như có thể. Đó là tu. Rồi tiếp theo là có những định nghĩa mà miệng mình nói, cho nó chém chép, nhưng mà mình kêu định nghĩa được. Nãy giờ mình đã định nghĩa về chữ tam quý rồi, định nghĩa về ganh tị bủn xỉn rồi, bây giờ mình định nghĩa về từ cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Rất là nhiều người cái miệng nói ào ào mà không biết từ bi xả là gì, cứ nói từ bi là thương 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 cái gì kỹ gì hả? Thương cái gì, từ bi xả định nghĩa lại, đã định nghĩa lại bốn cái này nó phải gắn liền với cái khái niệm nhân quả bắt buộc như vậy. Nghĩa là ngay ở trong cái từ bi xả đã có trí tuệ nhân quả trong đó, vậy mới đúng là cái từ tâm, mới đúng là tâm vô lượng của một người Phật tử. Nó phải gắn liền với nhân quả đúng đó, không gắn liền với trí tuệ nhân quả. Mong từ là gì? Từ là mong muốn người khác sống với nhân lành quả lành. Sống với quả lành là sao? Là mong người khác được khỏe mạnh không bệnh hoạn, sống trong hài hòa yêu thương không thù hận, mong cho người khác được cái vui sướng đừng đau khổ này, trong thanh thản đừng âu lo về thân về tâm không khổ không đau này. Đó là muốn từ người khác được sống trong quả lành. Còn muốn người khác sống trong nhân lành là mong ai cũng biết tu học, có kham nhẫn, có thiền định, có từ bi, có trí tuệ, có chánh niệm, có thiền định đó. Thì mong cho người khác được những cái nhân lành đó, được gọi là từ tâm trên cái nhân lành, không tức là tổng 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 quát lại đó là từ tâm là mong người khác được sống với nhân lành quả lành. Thứ hai là bi. Bi là không có cam tâm, không có đành lòng, biết bất nhẫn, biết trắc ẩn trước cái nhân nhân xấu và quả xấu của người khác. Này, quả xấu là sao? Thấy ai mình bị đói nghèo bệnh tật tai tiếng tù tội đau lòng khổ khổ thân thì đều chịu nổi, phải ra tay đó. Nó gọi là cái bi, lòng bi mẫn trước cái quả xấu của người khác. Còn cái lòng bi mẫn đối với nhân xấu người khác là thấy ai mà ác ôn gieo rắc bất thiện, nói bất thiện, nghĩ bất thiện, làm bất thiện thì cái lòng nó không có cam tâm, nó không có đành lòng, nó trắc ẩn, nó bất nhẫn, nghĩ là chết cha rồi. Nó là kiểu này là mơ mốt nó ăn cho hết, nó ăn cho hết, nó sống kiểu này là nó ăn mơ mốt nó ăn cho hết. Đó. Như vậy thì bi ở đây nó có nghĩa là xót xa bất nhẫn khi mà thấy người ta sống trong cái nhân xấu quả xấu, nhớ nha. Rồi cái hỷ, hỷ đây có nghĩa là vui theo cái nhân lành quả lành khác, là phải nhớ cái nhân quả luôn luôn tới chết mà nhớ. Vô lượng tâm là phải gắn liền với trí tuệ nhân quả thì mới xài được nó mới đủ, không thì cái hỷ đây là vui theo cái nhân lành quả lành. Nghe đi kỹ, cái từ là mong, mong cho người ta có được cái nhân lành quả lành, cái quả lành chưa có thì hãy có, nhân lành chưa gieo thì hãy gieo, đó là từ. Còn cái hỷ là vui với cái nhân lành quả lành người ta đang có đã có đấy, nhớ cái đó. Cái kia là chưa, có thể là đã đang đấy.
là vui với cái nhân lành, người ta là thấy người ta tu học, thấy người ta giữ giới, thiền định, chánh niệm, bố thí, phục vụ, là mình vui. À, rồi còn vui thì có quả lành là thấy người ta được nhan sắc sức khỏe, tiền bạc tiếng tâm quyền lực vui vẻ, gia đạo bình yên, tình duyên như ý, thì mình vui theo, thì cái đó gọi là vui với có quả lành gì khác. Và trong phàm phu chúng ta có người thì đụng đâu ganh tị đó thì làm sao có lòng tùy hỷ. Hỷ đây là tùy hỷ chứ không phải hỷ đây là vui đâu nha, mà phải là tùy hỷ, tùy hỷ vui theo. À, vui theo. Mà có người thì có ganh ghét với cái nhân lành của người khác, có người ganh ghét với quả lành của người khác, có người thì ganh ghét cả hai. À, ganh ghét cái nhân lành của người ta là nhiều khi mình thấy người ta giàu nó sướng mình cũng bực, tại vì mình cũng đâu có thua người ta đâu. À, nhưng mà thấy nó làm thí chủ dinh y, rồi thấy nó in kinh sách để tên, rồi thấy nó phải đặt lúc này đi tu thiền, lúc này phải đặt gặp cao tăng, gặp pháp sư tâm tạng, lúc này phải đặt quen với ông này ông kia, rồi lên mình bực, gọi là mình ghen tị với cái nhân lành của người ta. À, rồi có người họ ganh, họ không có ghen tị cái nhân lành, họ ghen tị cái quả lành. Họ thấy người ta học giỏi, người ta thành thiền, người ta giữ giới, mình bực, thấy nó đẹp hơn, nó giàu hơn, nó sướng hơn, nó đi cái xe xịn hơn, nó xài cái đồng hồ tốt hơn, nó xài cái túi xách ngon hơn, phấn son mặt mũi nhìn ngon lành hơn, thì đó là mình ghen tị với cái quả lành của người ta. Ok. Rồi cái thứ ba vẫn là nhân quả nữa, có nghĩa là khi thấy nó khổ quá mà mình không có can thiệp được, không có cứu được, giúp được. Mà khi thấy nó ác quá, nó bậy quá mà mình không có sửa được, không có chỉnh được, không có độ được, thì phải chấp nhận nghĩ đến nhân quả. Nghĩ rằng mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng, nó gieo cái gì thì nó gặt cái đó. Mà hôm nay đó, khi mà nó đang gặt mà nó không khéo thì nó tiếp tục, nó lại gieo tiếp cái khác. Đời sống chỉ là gieo và gặt, chỉ là gieo và gặt. Mà nếu mà mình có thể giúp cho nó chỉnh được cái gieo thì mai mốt nó đỡ khổ. À, còn nếu mà mình chia sẻ bớt cái đắng cay mà trong cái nó gặt thì mình cũng chia sẻ, nhưng mà khổ không, cái không phải muốn là được. Chư Phật còn làm không được, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, mà Phật tâm vô lượng, không độ được người vô duyên thì nói gì là mình. À, mình là vô phúc, vô hạnh, vô đức, vô năng, mình tùm lum một đồng một rổ vô. À, mình là một rổ vô. À, còn cứ nghe chư Phật đó là coi như là Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, không độ được người vô gì, mình thiếu đủ thứ lấy gì độ. À, cho nên lúc đó phải nghĩ đến cái nhân quả, nó ác quá nhưng mà thua vì cái khuynh hướng tâm lý, cái môi trường sống và cái tiền nghiệp của nó đẩy nó vô cái thế này là phải chịu này. Đó là về cái xả tâm mà trước cái nhân, rồi xả tâm trước cái quả, là bây giờ ngày xưa nó đã gieo rồi, bây giờ nó phải gặt. Ngay cả chư Phật chánh đẳng chánh giác vô thượng sĩ, tứ sanh từ phụ thiên nhân chỉ đạo sư, mà còn không tránh được hết những cái tiền nghiệp quá khứ của mình. Trong quyển Kalama 2 chúng tôi có siêu lục ba cái bài kinh. Một bài là Phật tướng, vì đâu mà Phật có các cái hảo tướng. Bài kinh thứ hai là Phật hạnh, là bằng con đường nào để trở thành Phật. Và bài thứ ba là bài Phật nạn, nghĩa là vì đâu mà Thế Tôn phải gặp những cái trắc trở trên cái đường hoằng pháp, trong cái thuở bình sinh trụ thế hoằng đạo. Ở đâu vậy? Đâu có ra, không phải trên trời rớt xuống. Rồi còn có nhiều người là thờ Phật cái kiểu là thần tượng hóa, nói rằng những cái nạn mà Phật gặp không phải là nạn, không phải là do nghiệp quá khứ mà do thị hiện. Cái đó thì quá, mình thờ Phật riết rồi mình thờ cái tâm trầm hết, mình thờ ngài thánh, mình thờ ông thần ông thánh gì, chứ không phải ngài là một bậc đại giác đúng. Cái gì cũng biết, ai cũng thương, ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết, và đức lành là ngài cũng có đúng, nhưng chỉ phải dừng lại ở đó. Ngài là toàn giác nhưng mà ngài không phải là toàn năng. Phải nhớ toàn giác là cái gì cũng biết chứ không phải là toàn năng. Mà chính vì không phải toàn năng cho nên ai ngài cũng thương, nhưng không phải chuyện gì ngài cũng làm được. Thì nếu mà chư Phật mà có thể làm được ý, thì không cần tới Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, bởi vì mấy vị Phật khác đã đủ để biến tất cả chúng sanh thành Phật ráo. Nhưng mà không là không, mỗi vị Phật ra đời thì trước khi ra đời là phải tu tập thời gian rất là lâu. Mà trước khi mà bắt đầu sơ phát bồ đề tâm trở thành vị chánh đẳng giác thì cả ngày cũng chỉ là hạt cát, tức là một chúng sanh vô danh trong cái sa mạc cuộc đời. Và hạt cát ấy dần dần phát triển trở thành một viên ngọc, ngọc lớn như là hòn núi. Viên ngọc ấy có cái tên là vô thượng bồ đề chánh đẳng giác a nậu đa la tâm niệu tâm bồ đề, cái tên dài vậy đó. Và cái viên ngọc ấy cũng chỉ có thể độ được nắm cát,
là cái số chúng sanh mà ngài độ được so với cái đám còn lại nó chỉ là nắm chắc trong sa mạc, thì mỗi vị ra đời làm được nắm đó thôi, mà cái số mà nằm trong cái nắm đó đó nó phải chấp nhận cái nắm lá giáo pháp mà ngài trao truyền. Cái ngài biết nó như là sa mạc, như đại dương, như bầu trời, nhưng mà cái ngài nói ra chỉ là nắm lá, thì lấy cái nắm lá này là độ cái nắm cát kia. Mà trong một sa mạc mênh mông nó chỉ có một nắm cát nó chịu chấp nhận cái nắm lá này thôi. Khổ vậy đó. Hôm nay chúng ta không có được may mắn nằm ở trong cái nắm cát đó, chúng ta nằm kế bên cái nắm cát đó thôi, mình cái ké để chịu đỉnh. Mà còn nói về cái nắm lá kia thì mình biết được bao nhiêu cái bạn mơ mà chửi bới úm sùm bạc nhà. Tu là tu để đạt được bạc nhà, mà mình bây giờ chỉ có bát nháo bạc nhà. Nhớ các bạn, mình chỉ là bát nháo hết, bát nháo hết. Cho nên phải nhớ từ bi xã, là nhắc tới từ bi xã là phải nhớ, nhớ. Rồi cái định nghĩa chữ từ là sao, bi là sao, nghĩ là sao, xã là sao, đó là chữ là căn bản, không? Đó là chữ là căn bản. Rồi sẵn đây mình làm luôn số từ nữa, chữ sướng khổ này, thiện ác cũng phải nhớ luôn chứ. Là bữa nay mình học về, hôm nay cái bài giảng này có cái tựa đề là từ điển thuật ngữ Phật học. Bài giảng hôm nay nó có cái tựa đề nó là từ điển thuật ngữ Phật học này. Tại vì tôi thấy bài kinh này là nội dung cũng hơi mềm, tôi mượn cớ đẩy luôn cái vụ khác luôn, chắc chắn là có lợi cho bà con. Bây giờ mình thêm bốn chữ nữa mình nghĩ nha. Này tôi có duyên sự xuống núi đây. Nói đùa chứ tôi có việc tôi phải đi. Cái đáp trong trường nó duyên sự xuống núi rồi nó dệt mà nó thiêu dệt, nghĩ tới bài bà đấy, ai chứ mình cái khả năng mà tà tư duy nó cực lớn. À, tiếp theo là bốn chữ đó là chữ thiện ác buồn vui. Ai cái miệng cũng có thể nói bung 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 mấy chữ hết. Phật tử nha, Phật tử nha, cổ đeo tượng Phật rồi nào có pháp danh rồi áo lam, có chuỗi hạt rồi có giới điệp, có chùa miếu tổ đình bổn sư có tùm lum, nhưng mà kêu định nghĩa nghĩa được thiện ác buồn vui là cái gì. Định nghĩa một cách rất là nôm na và gần gũi nhưng mà rất là căn bản cho một người sơ cơ này, chỉ nghe định nghĩa thôi thì đã có thể hình dung được ít nhiều những cái nội dung cái cốt lõi tu học này. Thiện là gì? Thiện là sáu căn của mình ấy, sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm lành. Còn nói từ A Di Đà là sáu căn biết sáu trần với 25 cái tâm sở tích cực, trong đó gồm từ bi, trí tuệ, cảm nhận, thiền định, chánh niệm, không? Thì nói chung là sáu căn mà biết sáu trần bằng cái tâm lành là bằng 25 cái tâm sở tích cực, thì đó gọi là thiện. Mày định nghĩa lại nha, thiện chỉ là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành, còn ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Nói theo A Di Đà là sáu căn biết sáu trần bằng 14 tâm sở tiêu cực. Này, tâm sở tức là mental factors, không? Tức là những thành tố tâm lý đó. Tâm sở thì trong một cái tô canh thì nó đủ chứ, cái căn bản tô canh là nước, không? Nhưng mà bao nhiêu cái cấu tố, thành tố, phụ gia, phụ liệu, gia vị nằm trong đó. Ví dụ như là canh đó là canh rau hay là canh trái hay là canh củ. Canh rau gồm có rau muống, rau lang, rau đai, thiên lý, bình bát, tập tàng gì đó, canh rau. Còn canh trái thì như bầu bí, mướp, củ qua. Còn canh củ giống như là khoai, canh khoai này, khoai nọ gọi là canh củ. Đấy, rồi. Rồi canh trái, ví dụ như là canh trái vả, canh sà kê, canh này nữa, đại khái. Rồi. Thì tổng cộng lại đó, thì mình định nghĩa tâm thiện, thiện là gì? Thiện định nghĩa đơn giản là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành. Đấy. Có nghĩa là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, có lúc mình thấy bằng tâm lành, có lúc thấy bằng tâm xấu. Đấy. Xấu là gì ta? Xấu là thích cái này, ghét cái kia, chống đối, theo đuổi, đam mê, đắm đuổi, bất mãn, bực bội, sợ hãi, ganh ghét, để gọi là xấu. Vậy vậy thì thiện nghe là ta cái là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành. Còn ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Định nghĩa như vậy là đã thấy đường tu rồi đó. Rồi đó là thiện ác. Còn buồn vui là gì? Buồn vui sướng khổ. Thì cái buồn với khổ đó nó nằm cặp, còn sướng với vui nó nằm cặp. Thì cái buồn vui sướng khổ đó là hai cặp, không? Thì cái thiện ác mình hiểu rồi, chính thiện ác nó dẫn đến cái gì? Dẫn đến buồn vui sướng khổ.
mà nhìn mình buồn vui sướng khổ mình phải định nghĩa nữa chứ không phải phải hát đâu, phải định nghĩa nữa. Sướng khổ buồn vui là gì? Buồn khổ chính là sáu căn, biết sáu trần bất toại. Đây, tức là những cái gì mình thấy, nghe, nghe, ngửi mà nó không như mình muốn. Cái gì mà nó làm cho mình sợ, mình ghét, mình bực mình thì cái sáu trần đó đó được gọi là sáu trần bất toại. Đây, cái là khi mà sáu căn mà biết sáu trần bất toại thì mình phải hiểu đó là khổ, là buồn. Đấy. Còn vui ở đây là sáu căn biết sáu trần như ý, có nghĩa là mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng những thứ mà mình thích làm cho mình toại nguyện. Mà cái sáu trần bất toại này ở đâu nó ra ta? Nó từ cái ác ra, từ cái sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu, nó mới dẫn đến cái sáu căn biết sáu trần bất toại. Mà từ cái sáu căn biết sáu trần tâm lành á, nó mới dẫn đến cái hệ quả là sáu căn biết sáu trần như ý. Chỉ vậy thôi, phải nhớ cái định nghĩa đó, nhớ nha, định nghĩa đó, chứ không là mới mất quên. Thì đây là những là gửi đến bất kỳ một số thuật ngữ mà rảnh rảnh thì tôi nhớ nhiều lắm. Tôi nhớ có một những cái bài giảng của Quốc một cái gần 20 cái định nghĩa mà rất là dễ nhớ cho bà con, không chứ còn mà định nghĩa bu lu ba la mệt. Ví dụ như là định nghĩa về 4 đế tôi vẫn nói hoài, nhiều người nói tại sao mà cứ nhắc hoài tôi không nhắc được, cứ hỏi Phật, họ học mình rồi, họ nghe giảng rồi mà hỏi lại là ấm a ấm ớ, nó la như vậy chẳng như 4 đế. Định nghĩa 4 đế mình phải lựa cái định nghĩa nào dễ nhớ nhất. Một, cái đế đầu tiên là sự thật về khổ, hiểu rằng mọi thứ ở đời đều là khổ, dầu là những gì mà cuộc đời thế gian gọi là sướng khổ buồn vui thiện ác phàm thánh. Nhớ nha, sướng khổ buồn vui thiện ác phàm thánh, trên dưới cao thấp trong ngoài gần xa xưa nay kim cổ, tất cả mọi thứ ở đời đều là khổ hết. Đã. Thì ở trong cái đống khổ đó đó, nó có một cái mảnh vụn có cái tên là tâm tham. Đó, cái tham nó vừa là khổ mà nó vừa là nhân sanh khổ. Các vị phải nhớ là giống như cây mía, là mình kêu chung từ ở trên ngọn xuống gốc là mình kêu là cây mía. Nhưng mà trong cây mía nó có cái chỗ cái mắt, cái mầm mía nó nằm ngay chỗ cái mắt đó, thì ngay chỗ cái mầm đó, đó. Nó là một phần của cây mía chứ không phải nó nằm đâu. Nó nằm trên tóc tôi à. Đấy, nó nằm lên nằm lên cây mía, nó là cái mắt mía, đúng không? Đấy. Nhưng mà bản thân nó là một phần của cây mía, nhưng mà cũng chính nó là cái nguồn cơn, cái căn cội cho những cây mía khác. Thì cái tâm tham, nhiều người cứ nói tham là tập đế, nói gì là nghèo lắm. Bản thân tham nó cũng là nằm trong cái khổ, nhưng mà nó lại là cái điều kiện để tạo ra cái khổ khác. Cho nên nó mới đi đến định nghĩa thế này: mọi thứ ở đời, dù tinh thần hay vật chất, phàm thánh thiện ác, buồn vui sướng khổ, thảy đều là khổ hết. Thứ hai, chính vì mọi thứ đều là khổ, cho nên mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Đây là sự thật thứ hai. Mà khi mà anh thích trong khổ đó, dầu đó là thuộc về vật chất hay là về tinh thần, về ngũ dục sắc thinh kiến vị, hay là về thiền định sắc vô sắc, thì tất thảy đều là thích trong khổ. Mà hệ thích trong khổ thì mình đầu tư một cái khổ khác. Đây là sự thật thứ hai, gọi là tập đế. Này, trong kinh Kalamapa chúng ta sẽ có một cái bài kinh để Phật dạy thế này: mắt là khổ, cảnh sắc đối tượng của con mắt cũng là khổ. Là vì sao? Vì khổ có hai, một là khổ bản chất và khổ cảm giác. Cái con mắt mình thì nó không thuộc về khổ cảm giác, nhưng bởi vì nó chỉ là thấy thôi, bản thân nó chỉ là, nếu nói về bản chất nó chỉ là cái thần kinh thị giác, nó chỉ là cái tầng mắt thôi, cái võng mạc thôi, nó đi với cục thịt tròn do như trái chanh vậy thôi. Nhưng mà nó gọi là khổ bởi vì nó là cái nguồn, từ con mắt nó mới dẫn đến bao nhiêu là cái đau khổ. Cho nên dầu bản thân nó không phải là khổ cảm giác, nhưng mà nó là khổ bản chất, thấy không? Đấy. Khổ, mọi thứ đều là khổ hết, không khổ bằng cảm giác, cũng khổ bản chất, là vậy đó. Thì khi mà mình thích cái gì cũng mình thích trong khổ. Và bài kinh tôi vừa nói nó là sao? Ngày giải là mắt là khổ, cảnh sắc đối tượng của nó cũng là khổ, mắt tai mũi lưỡi đều là khổ. Ai thích trong mấy cái này? Có nhiều người nói ủa tại sao có chuyện thích trong mắt thích trong tai là sao? Tôi nói đó là cách nói trong kinh, chỉ còn nói theo kiểu mình bây giờ là ai thích cái thân xác mấy chục ký này nè thì chính là thích trong mắt tai mũi lưỡi. Bởi vì nếu mà bỏ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý ra thì mình đâu còn cái gì là thằng bèo thằng tí con lăng cút hương con đầu con yến, đâu có, không có. Nếu mà lấy mà xá của nó ra
mắt tay mũi lưỡi thân, lấy cái mấy cái này ra nó về ý ý thức bỏ sáu này ra thì đâu còn mình. Cho nên khi mà đam mê bản thân chính là đam mê sáu sáu căn. Mà có cái tên nào mà nó đam mê cái thân xác nó mà nó không đam mê sáu trần bên ngoài không? Không, chưa bao giờ có. Tối ngày nó ăn nó xăm rồi cái chuyện mắt tay mũi lưỡi nó và yeah. Cho nên ngài nói rằng ai thích mắt tay mũi lưỡi thân, ai thích sắc thinh ký vị xúc, cũng có nghĩa là thích trong cái khổ. Vì 10 cái ông đó là 10, vì 12 cái ông đó là bản thân tụi nó đã là khổ của bản chất. À, mà thích trong 12 cái đó cũng nghĩa là thích trong khổ. Mà thích trong khổ nghĩa là tiếp tục đầu tư cái khổ mới. Đây, nhớ nha. Rồi. Mà lý do căn bản là đơn giản là hiện hữu của mình, sự tồn tại của mình chỉ gói gọn là chỉ đơn giản là sự tồn tại của 6 căn. Và sáu căn cái này phải thuộc lòng rồi. Sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi mà nó nhận biết sáu trần. Và sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi mà nó là đối tượng của sáu căn. Thí dụ như bây giờ trước mặt tôi là ngọn núi mà tôi không thèm nhìn nó, tôi chỉ nhắm mắt tôi nghĩ về nó, lúc bây giờ nó là trần thứ sáu, nó là pháp trần. Mà khi tôi mở mắt ra tôi nhìn nó thì nó là sạch trần. Mà khi tôi không nhìn nó mà tôi cũng không nghĩ về nó thì lúc bây giờ nó không là trần nào đối với tôi, mà nó là trần của được người khác, của cái tên nào đang nhìn nó, đang nghĩ về nó. Đối với tôi thì nó không có. Nhớ nha. Trên sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó là đối tượng của sáu căn. Và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó nhận biết sáu trần. Chỉ vậy thôi. Đấy. Nghĩa về khổ là như vậy. Khổ là mọi hiện hữu, mọi sự có mặt của bất cứ thứ gì, thiện ác, thánh phàm. Đấy. Rồi tập đế là bất cứ cái niềm đam mê nào cũng là đam mê trong khổ. Đấy. Diệt đế là gì? Là sự vắng mặt của khổ đế và tập đế. Này, chứng La Hán xong mà vẫn còn sống thì coi như chỉ vắng mặt tập đế, nhưng mà khổ đế vẫn còn cư mê. La Hán tắt thở rồi thì dứt luôn cái khổ đế, tức là dứt luôn cái tấm thân này luôn. Vì thân này nó cũng là một phần của khổ đế mà. Đấy. Còn đạo đế là gì? Đạo đế là sống trong ba cái nhận thức về ba cái đế và cái, tức là sống và hành động, hít thở, đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, nhai nuốt, tiểu tiện, tắm rửa, không, luôn luôn nhớ rằng mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa, thì luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy được gọi là đạo đế. Thế nào rung rung của mấy người nhảy giọt lên tới nóc, kinh nào nói như vậy. Trong kinh nói đạo đế là bắt chánh đạo. Dạ thưa bố, sống trong bắt chánh đạo chính là sống trong tứ niệm xứ. Mặc dù tính theo chi pháp tứ niệm xứ chỉ là chánh niệm trong trong bát chánh đạo, nhưng mà thật ra sống tứ niệm xứ tức là sống với bát chánh đạo. Mà sống tứ niệm xứ có nghĩa là sống với nhận thức rằng mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Người hiểu, người học và người hành, ba cái học hiểu hành tứ niệm xứ thì hiểu cái điều nghĩa này là đúng hay sai. Đi biết là đi, buổi đầu á, đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, buồn biết là buồn, vui biết là vui, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở ra, đó là buổi đầu. Nhưng mà khi cơ duyên chín mùi thì trong lúc mà ghi nhận đó, người đó sẽ thấy rằng đây là sanh, đây là diệt. Cái gì sanh diệt thì cái đó là vô thường, cái gì vô thường cái đó là khổ. Nhớ cái đó, đừng tin ai hết, nghe rồi coi nó có hợp lý không, rồi về lục lạo kinh sách, tham khảo hiền giả, trí giả, xem cô có phải vậy không. Chứ đừng có bị nhìn cái bản mặt của cái thằng mà nó đang thuyết giảng, mình thấy mình không thích, mình nó nói trật. Đa phần là của người Việt Nam mình nó là như rứa, ok? Không được, cái đó sẽ không được, ok? Mà tự nhiên mới vừa mắng một câu, chuyện bừng không muốn giảng nữa. Ok, chúc các vị một ngày vui. À, và hẹn lại tuần sau. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ.